Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp ban tổ chức Hội đồng bình chọn danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An năm 2022. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc chủ trì. Từ 44 hồ sơ được đề cử đến từ 17 cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, có 19 hồ sơ đảm bảo đúng các tiêu chuẩn, có thành tích cao, đã được tỉnh đoàn và ban thi đua khen thưởng đưa vào danh sách bình chọn công dân trẻ tiêu biểu năm 2022. Tuy nhiên, trong các hồ sơ đề cử năm nay, không có hồ sơ thuộc lĩnh vực kinh doanh. Tại cuộc họp, ban tổ chức và hội đồng bình chọn đã thảo luận và cho ý kiến về 19 hồ sơ. Qua đó có 10 hồ sơ với 10 cá nhân tiêu biểu đã thuyết phục được hội đồng bình chọn. Đó sẽ là những người đại diện cho sức trẻ tỉnh Long An trong việc giúp lan tỏa thông điệp về một thế hệ trẻ sống có trách nhiệm với bản thân, luôn đổi mới tư duy, sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, không ngừng khát vọng, kiên trì theo đuổi ước mơ. Phát biểu tại buổi bình chọn, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn văn úc cho biết cuộc vận động bình chọn và tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu không chỉ dừng lại ở việc vinh danh các cá nhân tiêu biểu mà điều quan trọng là tạo động lực cho đoàn viên thanh thiếu niên rèn luyện phấn đấu và trưởng thành qua đó khẳng định và lan tỏa giá trị sống tốt đẹp của thanh niên tỉnh long an